một thời Đức Phật đủ đầy người theo, 200 năm chục tỳ kheo ở Kỳ Xà Quật thành La Duyệt Kỳ. Trước giờ thọ thực thường thì, Thế Tôn mang bát khoác y vào thành. Khi Ngài đi đến vườn cây, thấy con trưởng giả là chàng thiện sanh. Hằng ngày mỗi sáng ra vườn, đê đầu đảnh lễ sáu phương chí thành, hướng về Nam Bắc Đông Tây, hướng về trên dưới chắp tay lễ thần. Bấy giờ Đức Phật Thế Tôn thấy người lễ lạy sáu phương. Tổn thương danh dự thật tình đâu hay, xấu danh mất nết hẹn thay, lại còn
hai là làm việc ở đời siêng năng, ba là tích trữ khi cần, dự phòng những lúc khó khăn khỏi buồn, bốn là buôn bán làm vườn, cấy cày chọn đất để thường tốt luôn, năm là xây dựng chùa chiền, sáu là nhà cửa cúng dường chư tăng. Tại gia sáu việc ấy cần, thường xuyên chú ý thật tâm đúng thời, ai làm như vậy được rồi, cửa nhà vững chắc, yên vui ai bằng. Thiện sanh lúc ấy thưa rằng: điều này quá chỗ còn hằng mong đây. Pháp Thế Tôn vi diệu thay, nhờ Ngài giảng giải lời này cho con. Xưa con úp mặt chưa khôn, nay con ngước mặt đã trông thấy rồi. Như điều đậy kín bao đời, bây giờ đã rõ nhờ Ngài mở ra. Như mê vừa tỉnh dậy mà, như trong nhà tối người ta lên đèn, để người có mắt được nhìn rõ ràng những thứ đắm chìm xung quanh. Thế Tôn thuyết pháp tài tình, Ngài dùng phương tiện tùy duyên diễn bày. Thế Tôn thuyết pháp kỳ tài, Ngài dùng phương tiện để khai ngộ người. Phàm phu ngu muội rối bời, được nghe thời pháp sáng soi tâm hồn. Vì sao ai có biết không? Bởi vì Phật vốn tương đồng Thế Tôn, vốn là chánh đẳng xưa nay, vốn là chánh giác thường khai mở đường, để người ngu muội náo nương, như là nương ánh thái dương rạng ngời. Con xin kính cẩn dâng lời, nương Phật nương Pháp đồng thời nương Tăng. Xin Ngài thương kiếp nhiễu nhương, cho con xin được về nương Pháp lành. Trọn đời tự nguyện lòng mình, các điều trộm cắp sát sinh không gần, xa lìa gian dối tà tâm, một lòng thanh tịnh tinh cần siêng năng. Nghe lời Phật dạy ân cần, thiện sanh hoan hỷ thành tâm phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.